Hello, xe máy Hồng An đọc ở trước Sài Gòn xin kính chào cả nhà. Hôm nay là đầu tuần thứ hai, Hồng An chúc bà con cô bác luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Và hôm nay là Hồng An bàn giao hai chiếc xe cho những anh em khách hàng. Thứ nhất là chiếc Wayfa. Chiếc này là một chiếc xe cọp nha, đi tầm 17.000 cây nè. Hôm nay là bàn giao cho đứa em. Hôm rồi gửi chỗ Hồng An gần một tháng mấy, hai tháng nay rồi. Hồ sơ cũng đã có sẵn, nhưng mà hôm nay em trai về ngay tỉnh nhà mình, nhờ Hồng An gửi giùm chiếc xe để em trai về đăng nhập ra biển số, ra cà vẹt. Xe này là thực sự là một chiếc xe là rất cực kỳ đẹp anh em. Hàng đam mê cho anh em chơi sưu tầm rồi. 204 rất đẹp. Hôm nay là anh em coi nè, 7.000 cho sao không phải nha, 17.000 cây nha con xe này. Một người em quen biết trên kênh thôi, cũng chưa biết mặt mũi hết trơn, vừa chốt xe là chuyển khoản đủ cho Hồng An luôn. Và nhờ Hồng An là xử lý giấy tờ pháp lý và gửi chỗ Hồng An gần 2 tháng nay nha anh em. Một người anh em, một người khách hàng là Hồng An vô cùng trân trọng. Chính vì những cái đó để Hồng An là mình phải càng cố gắng hơn, mình sống chuẩn hơn anh em ơi. Khách hàng họ càng tin tưởng mình thì mình phải càng chuẩn hơn. Chuyển khoản mà không nhận xe để bàn giao cho Hồng An luôn. Mà xe này cũng không hề rẻ nha, trên 30 nha anh em. Có xe này Hồng An bán trên 30 triệu đó. Căm mốc là 7 màu luôn anh em. Con xe là dạng như xe chùm mền, gọi là xe chùm mền đi. Đi 17.000 cây hôm nay ở đâu anh em kiếm một con xe đi như vậy. Thấy không? Obo là trắng tinh luôn nha anh em. 17.000 cây chuẩn luôn á. Đang cái màu. Đánh phục rồi anh em. 204 rồi. Này con này không anh chỉ lưu lại một cái kỷ niệm thôi, lưu kỷ niệm trên cái kênh để sau này anh em nào có mở kênh Hồng An xe máy đọc bãi chất Sài Gòn ra mình xem lại những chiếc xe đẹp cái chất của cửa hàng xe máy Hồng An, và mình cũng làm một cái cột mốc để mình xác định được một chiếc xe mà đi mười mấy hai chục ngàn cây, mình làm cái cột mốc chuẩn nha anh em. Obo đó anh em, 17.000 cây đó, Obo cái này đó anh em, cột mốc chuẩn phải không? Mình làm một cái cột mốc chuẩn để sau này mình biết một chiếc xe mà đi mười mấy hai chục ngàn cây nó là như vậy anh em, thấy không? Bàn gươm mở gà hết trơn rồi anh em. Đó. Gia Yên vẫn còn zin theo xe luôn nè, 204 mới vậy nè. Mong quay tranh thủ quay lẹ nha. Hồ sơ có sẵn, về đăng nhập thôi. Sẵn cái này. Sự như mới này. Mới gà. Trong vàng ươm nha anh em, trong má đùm được vàng ươm hết trơn. Bồ kia kiếm rồi nè, gấp không một bánh chày luôn. Ở sô viên nè. Thank you.
rồi, lưu lại kỷ niệm nha, chuẩn bị bàn giao cho một người em. Ngày mai em trai nhận hàng nha anh trai. Hai lấy tư tới giờ anh em có da yên à, còn hộp không quay yên là không một vết chày luôn nè. Đam mê mà có thôi, Hồng An vẫn còn những con xe rất đẹp nha anh em ơi. Đôi lúc anh em yêu cầu Hồng An chụp hình gửi gắm quay clip gì đó, nhưng mà Hồng An thật sự là không có rảnh thời gian và Hồng An sẽ tự sắp xếp. Mong anh em trên kênh cũng thông cảm nha. Xe Hồng An, những con xe đẹp xe chất còn rất nhiều nha, nhưng mà cái thời gian Hồng An làm có hạn thôi. Tâm ra những con xe nào Hồng An cảm thấy Hồng An đưa lên sóng thì anh em cứ xem được thì chốt ha. Chẳng hạn như con Superim này nè, ở Hồng An cũng để trong kho, cũng lấy về thật sự là cũng gần 2 tháng nay rồi, nhưng mà hôm thứ Bảy cũng có nhã hứng thì lấy nó ra là quay chia sẻ khuyến mãi trong tuần thứ Bảy cho anh em đam mê kết cái duyên. Nó rốt cuộc là cái duyên này đã về một người em trai ở dưới Sóc Trăng đó. Và một lát Hồng An cũng đi bàn giao cho em trai mình luôn. Xe này đắt cuộc còn nha. Oxy còn hai lẻ hai luôn, còn ở trong nha anh em, còn hết á. Con xe hôm nay là giá này hằng mang tại bán khuyến mãi thôi. Thực sự là con này mình phải bán trên khoảng 30, thực sự là như vậy á. Nhưng mà đôi lúc cái công việc cái mua bán mình cũng phải nên tạo một cái duyên chia sẻ kết nối anh em trên kênh. Ốc còn vàng ươm luôn anh em, 202 đó giờ đó. Chiếc xe này cũng cỡ như những chiếc xe mà 207, 208 luôn nha anh em. Trong công tắc anh em thấy không? Đó, còn đỏ ao à. Máy cực kỳ êm ấm và bốc nha anh em, xe này bốc lắm. Ổ khóa zin vẫn còn nè. Đồng hồ anh em coi cái kim của nó nè. Còn vàng ươm đỏ ao à. Và gắn cái ba ga 10 ly cho em trai mình luôn. Và xe này Hồng An có hai cái chống trong của rim. Chủ cũ họ gắn cái chống của phiêu á, nó dài quá. Nó lóc lóc zin nha, vàng bạc zin. Mình sườn là khỏi coi cho anh em ơi. Mình sườn này còn đông còn hộp luôn á. Chưa có chạy chỉ nha anh em. Mình sườn này chưa chạy chỉ luôn á. Theo xe luôn, nhưng mà xe này là đúng là bô ống tiêu nhỏ, nhưng mà chủ xe họ khoét ra rồi, họ xài ống lớn để nó thoáng hơn, máy bốc hơn, ống tiêu nhỏ nó ém quá anh em. Mà Hồng An thấy là đa số là những cái đời xe này ai cũng là mổ cái ống tiêu nhỏ ra hết rồi, ống tiêu nhỏ nhìn nó ém quá, máy nó ém lắm anh em ơi. Thật ra mình mổ ống tiêu nhỏ ra, mình sử dụng ống lớn nó nhẹ nhàng, máy nó nghe hay hơn nữa, rất hay, nghe rất hay. Quá trời đẹp, còn vàng ươm bảy màu hết trơn rồi. Xăng zin theo xe vẫn là không có bị nứt bị bể vậy thôi, dè rất đẹp không? Hoàn hảo, không có gì để mà chê hết đó. Con xe này là một cái duyên đó. Thật ra anh em mỗi tuần thứ Bảy nhớ đăng ký kênh mình vô mình xem nha. Có những chiếc xe Hồng An bất ngờ Hồng An khuyến mãi cho anh em á, anh em nhớ để ý nha. Cứ mỗi tuần thứ Bảy Hồng An lên một cái clip là sẽ khuyến mãi một chiếc xe hàng tuần luôn. Cứ thứ Bảy là Hồng An sẽ khuyến mãi một chiếc xe, từ thứ Bảy đến sáng thứ Hai 8 giờ là Hồng An sẽ khóa khuyến mãi lại, không có khuyến mãi nữa nha. Thời gian là trong vòng 24 tiếng đó, anh em nhớ để ý đăng ký kênh và xem nha. Hồng
cái giá, nói chung giá này là Hồng Anh chia là giá vốn luôn đó, thẳng là giá vốn cho anh em chơi luôn ha. Cái là tạo một cái duyên, một cái cầu nói cho anh em kết nối trên cái kênh, và cũng như là một cái may mắn của khách hàng nào trong cái kênh được sở hữu chiếc xe, mình tạo một cái duyên lành cho anh em. Con này Hồng Anh để vốn luôn đó nha, 27 triệu bao hồ sơ luôn, là quá rẻ rồi anh em ha. Kiếm không ra đâu, đầu nồi chưa rớt, vàng bạc lóc câm niệm bô còn hết, sơn còn đẹp hết, máy thì thầm đặt chuẩn luôn nha. Đó, yên đẹp, rất đẹp nha anh em. Rồi bye bye mọi người, anh em nhớ đồng hành cùng xe máy Hồng Anh độc lập là chiếc Sài Gòn nha anh em. Bye bye.